Domisi bất ngờ thông báo về việc bị hack kênh YouTube 7,3 triệu người theo dõi, cảnh báo người dùng tránh bị lừa đảo. Sáng ngày 2 tháng 4, YouTuber Domisi, tên thật là Phùng Thanh Đậu cho biết kênh YouTube của anh đã bị hack. Theo đó, trang YouTube 7,33 triệu người theo dõi của Domisi hiện đã bị ẩn toàn bộ video, đổi ảnh đại diện và banner thanh đồng tiền số Ripple và hiện tại chỉ còn 2 video đang phát trực tiếp trên kênh YouTube này với nội dung dự báo giá của XRP, một loại tiền điện tử. Trong nội dung đoạn video, những tin tặc đã gửi kèm thông điệp phát miễn phí 8 triệu đồng XRP cho người xem trực tiếp, kèm theo một đường link để lôi kéo mọi người truy cập. Đây là đường link trang web có chứa mã độc nhằm lấy cắp thông tin của người dùng. Mất trang YouTube là một sự tổn thất lớn nhất đối với Domisi bởi thu nhập của anh chủ yếu đến từ kênh này. Ngoài ra, anh còn nguồn thu từ tiền donate, quảng cáo, kinh doanh. Năm 2023, trang thống kê Social Blade cho biết mỗi tháng kênh YouTube của Domisi có thể thu về từ 9,9 nghìn đến 158,2 nghìn USD, tương đương 232 triệu đến 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính toán này chỉ được đưa ra theo hình thức ước đoán, có biên độ dao động cực kỳ lớn và thu nhập từ YouTuber của các kênh chủ Việt Nam vẫn còn là một ẩn số và không có công thức nào đo đếm được một cách chính xác.